Tiếp theo là thông tin ghi nhận tại huyện Long Điền. Ủy ban nhân dân xã Tam Phước, huyện Long Điền vừa tổ chức lễ công bố và đón nhận quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Thưa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo huyện Long Điền đã trao quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 cho xã Tam Phước. Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Long Điền tặng giấy khen cho 2 tập thể, 1 cá nhân và 3 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao huyện Long Điền giai đoạn 2018-2020. Được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016, Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Tam Phước, huyện Long Điền tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao. Giai đoạn 2018-2020, xã Tam Phước đã tập trung nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho người dân. Đến nay, 100% trục đường chính, đường thôn xóm trên địa bàn xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa. 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp có hệ thống kênh mương thủy lợi, đảm bảo tưới tiêu chủ động. 100% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia và nước sạch vệ sinh. Hệ thống y tế, trường học, thiết chế văn hóa, chợ được nâng cấp đáp ứng nhu cầu của người dân. Xã Tam Phước cũng triển khai nhiều giải pháp để tăng thu nhập cho người dân. Nhờ đó, đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã Tam Phước đạt hơn 60 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn dưới 0,4% tổng số hộ dân.